Xin kính chào quý cô bác anh chị, quý khán giả đang theo dõi video tiếp theo trên kênh YouTube Dòng Đời TV. Buổi chiều hôm nay xin kính chúc đại gia đình của mình một ngày thứ hai đầu tuần làm việc thật hiệu quả, vui vẻ và bình an nha. Hiện tại thì em cũng đang có mặt trước nhà chị Hồng Loan. Thì cách đây không lâu chị Hồng Loan và chị Bùm Bùm cũng vừa mới livestream để bán các món mặt hàng tại số của chị Hồng Loan. Đó thì cô chú anh chị nào chúng ta có thể lên trang fanpage của Võ Thị Hồng Loan hoặc là ghé trực tiếp căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, Phú Nhuận để mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan nha. Thì một cái thông tin cực kỳ vui luôn cô chú chị, trên cái trang yêu cầu size sao kê tẩy chay nghệ sĩ nhân cách bẩn Tiểu Thương Hồng Loan thì có một cái bài viết của một cái thông báo tin khá là vui, đó là chị Trang Mobi vừa mới thông báo là luật sư Kha vẫn đang âm thầm hỗ trợ pháp lý cho Hồng Loan vụ hình sự nha, ve con mừng hụt rồi đó. Nhiều cô chú bác người ta cũng comment phía dưới là hai vụ, một vụ là con nhà báo 20k và một vụ của ông đờn guitar đó, vụ sao kê luật sư Kha tạm dừng. Nếu như Hồng Loan và chị Ni có nhu cầu thì luật sư Kha vẫn làm bạn ạ. Đó, phải không vậy, đừng làm mừng hụt rồi lại mệt tim nha bạn. Đó thì đây một cái tin khá là vui luôn từ thông báo của chị Trang Mobi. Đó thì luật sư Kha là người cũng tham gia cái drama từ đầu, là luật sư tham gia bào chữa bảo vệ quyền của lý hợp pháp cho chị Hồng Loan là hoàn toàn miễn phí nha cô chú anh chị. Thì đây là một cái thông tin mà mấy hôm nay cũng có những cái luồng ý kiến khán giả lên tiếng công kích luật sư Kha, là nói tại sao lại như là gọi như là bỏ con giữa chợ đấy. Nhưng mà luật sư Kha thì vẫn đang âm thầm làm việc và hỗ trợ pháp lý cho chị Hồng Loan, vì luật sư Kha thì thường rất là ít là không đăng những cái thông tin lên trang cá nhân của mình ha. Nhiều cô chú bác anh chị cũng comment như này, xin hãy trân trọng luật sư hình sự vì ít hay nhiều thì anh ấy đến cũng không lợi nhuận, nếu cảm thấy không trân trọng thì đừng dùng những cái lời có nghe, nhiều anh em buồn thật sự đó. Thì cô chú anh chị chúng ta cứ an tâm nha, ngoài luật sư Tiến Ngọc thì hiện nay luật sư Kha vẫn đang tiếp tục hỗ trợ chị Hồng Loan trong một câu chuyện pháp lý về hình sự. Chúng ta cũng nên thông cảm là luật sư họ làm việc thì không phải có một cái thông tin gì họ cũng phải đăng tải trên mạng xã hội đâu, tại vì đăng tải như vậy chẳng khác là vẽ đường chưa chạy đâu cô chú anh chị. Bên kia mà nó coi những cái đồng tình gì thì nó sẽ kiếm đường để lách luật nha. Đó là những cái thông tin khá là vui. Thì trong cái bản tin trưa ngày hôm nay thì em cũng có chia sẻ một cái câu chuyện, cái tin vui là đầu tháng 4 thì anh Hai Vũ Luân sẽ dẫn chị Hồng Loan đi lưu diễn tại Úc hơn một tuần. Đó thì một cái live show khá là khủng ha, có những cái gương mặt đình đám trong giới nghệ thuật cải lương, thì có nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ Ngọc Quyền, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ Vũ Luân và có nhiều ba bình tinh nữa. Đây cũng là lần đầu tiên đánh dấu chị Hồng Loan là lấn sân mảng cải lương. Vì nhiều của chú anh chị nói là chuyện mà Hồng Loan đi hát ở hải ngoại là một điều rất là tuyệt vời, giống như là thực hiện cái di nguyện ba của mình. Bây giờ là ba đã qua đời thì con gái sẽ tiếp tục dùng những cái lời ca tiếng hát của mình để tiếp tục gửi đến các cô chú bác anh chị, những cô chú bác ở hải ngoại được nghe những cái bản cải lương của chị Hồng Loan. Tiếp theo thì trên trang ủng hộ chị Ni thì cũng có một cái bài viết cũng khá đáng chú ý, cũng xin chia sẻ cùng với đại gia đình. Đó là cũng nói về câu chuyện của luật sư. Đó, thì hôm qua đến giờ cũng có nhiều cái nguồn ý kiến tranh cãi về cái câu chuyện mà luật sư hình sự rút lui khỏi drama này. Nhưng mà đó chỉ là những cái thông tin đồn đoán thôi. Thì mới đây nhất thì đây cũng mới chia sẻ thông tin là hiện nay luật sư Kha vẫn đang tiếp tục ấm thầm hỗ trợ chị Hồng Loan trong cái câu chuyện pháp lý hình sự. Và có một cái bài viết như này quý vị. Tôi từng tranh cãi với một người bạn về việc luật sư miễn phí. Bạn tôi đã từng tiếp xúc, bảo ông ấy là một người thật sự rất là tốt, với mình không cần bù đắp vật chất hay quà cáp. Bằng kinh nghiệm của người từng trải, tôi nói những người như thế này mới khó để trả nợ. Drama này Hồng Loan nợ quá nhiều ân tình rồi.
Nếu có điều kiện kinh tế thì hãy dùng tiền mà mướn. Hết việc thì cảm ơn trả tiền. Nợ ân tình lãi suất rất cao mà nhiều khi trả cả đời mà không hết. Bổ sung thêm, có một số bạn bình luận là nói người ta giúp thì người ta không cần trả ơn, nhưng xin thưa, người ta không cần thì không có nghĩa là bạn không cần nhớ. Nếu sống như thế thì khác gì giống mẹ con của con xích. Đó là một cái ý kiến khách quan thôi. Nhưng mà cái câu chuyện mà luật sư Kha có tiếp tục hỗ trợ chị Hồng Loan hay không, thì nếu mà luật sư Kha tiếp tục hỗ trợ thì đó là một tin vui với chị Hồng Loan. Còn nếu mà luật sư Kha vì một cái lý do nào đó bận công việc hay là bận một cái vụ việc nào đó thì rút lui thì cũng chả sao các cô chú anh chị. À, cũng có nhiều cái nguồn luồng ý kiến đó là chị Hồng Loan là người vô ơn tại vì không lên tiếng cảm ơn. Nhưng mà trong những cái phát ngôn của mình, trong những cái buổi live stream hoặc là trong những cái bài đăng của mình thì Hồng Loan lúc nào cũng có những cái lời cảm ơn đến cô dì chú bác anh chị em, những khán giả cộng đồng mạng là những fan yêu mến ba của mình. Đó thì có điều là rất tuyệt vời này. Chị Hồng Loan bây giờ cũng chịu sức ép rất là lớn từ cái câu chuyện sao kê rồi bên phía còn bánh tét. Mấy hôm nay nó tiếp tục tung thêm nhiều ghi âm, những cái clip bằng chứng để vạch mặt phía bên kia, và cũng đang ngã giá muốn bán những cái bằng chứng này cho chị Hồng Loan, mà ngã giá một cái con số tiền không phải là thấp của chú anh chị. Và chị Ni cũng đã đăng tải và công kích lại và cũng nhắc Hồng Loan là cần phải thận trọng với đối tượng này, đó không phải đơn giản đâu. Nhiều cô chú khán giả cũng lên tiếng là đồng cảm và chia sẻ với chị Hồng Loan biết cái này. Và tôi đọc rất nhiều comment và cảm thấy rất là buồn. Biết là cộng đồng mạng ai cũng vì tình yêu thương mà đến, ai cũng muốn drama này kết thúc một cách hài lòng với sự mong đợi của bản thân. Nhưng mọi chuyện mới chỉ nằm ở việc luật sư Kha là không tham gia sao kê, rồi một số kênh YouTube là đấu đá tuyên bố với nhau là dừng, chứ không phải là Hồng Loan hay là chị Ni là tuyên bố dừng sao kê đâu mọi người. Đó, tới nỗi là bảo chị Loan là phải biết cảm ơn, thậm chí là cái Hồng Loan là vô ơn. Rồi còn những câu thì vô ơn thì mãi nằm trong bóng tối. Trời ơi, yêu thương nhau mà sao lại dùng những cái lời từ sát muối như vậy, khi mà người trong cuộc thì chưa lên tiếng. Cái vụ sao kê thì tưởng chừng như rất là dễ, nhưng bản thân mình thì chưa tham gia thì chưa biết có những cái khó bên trong nó diễn biến như thế nào, có ai biết được đâu. Ai cũng nôn nóng và muốn lên YouTube cho thêm nhiều thông tin để nắm tình hình. Nhưng mọi người ơi, có những cái là nên nói, nhưng song song đó là có những cái là phải bảo mật. Không thể lúc nào cũng phải cầm đèn chạy trước ô tô. Cái gì thì cũng đưa ra thì cộng đồng mạng sẽ là người hả hê, nhưng người trong cuộc không khéo sẽ là người lãnh hậu quả, thậm chí là bị đưa đơn kiện. Lúc đó thì không tới đâu, lại còn bị cưỡng nghiệp kiện ngược này nữa đó cô chứ anh gì. Đó thì đây là một cái bài viết rất là thông cảm với cái hoàn cảnh của chị Ni và chị Hồng Loan trong cái lúc như thế này. Nhưng mà không sao, luật sư Kha vẫn không phải là kết thúc, không tham gia cái vụ kiện này nữa, vẫn là cái vụ của con nhà báo 20K và ông Đờ Nhi Ta thì vẫn đang tiếp tục âm thầm hỗ trợ cho chị Hồng Loan. Đó cô chú anh chị tiếp tục bấm đăng ký, like và share video thật mạnh mẽ để ủng hộ cho Hồng Loan của gái nhất của nghệ sĩ, để chúng ta tiếp tục chờ đón những cái tin vui từ các luật sư nha cô chú anh chị. Đến đây em xin tạm dừng cái video. Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm và theo dõi. Em xin chào và hẹn lại các video tiếp theo ạ.